Ê cô chú ơi, giờ hai anh em nó vừa ngồi coi iPad, vừa chơi game, vừa coi vừa ăn kem. Ngọn bắt đèn tối dữ vậy? Đó không, cái này có đèn gì sáng vậy là cô chú thấy đủ rồi. Đứa thì ăn kem màu xanh mà đứa thì ăn kem màu trắng. Chơi thì ngon con. Đây. Ngon con. Tự nhiên nhìn cái mặt nó vậy nó thấy cái mặt nó y chang Ngọc luôn á. Chơi thì ngon con. Ngon. Ngon. Không trả lời luôn. Có cái cô kia comment vô nói chay về Việt Nam nhìn dơ quá trời dơ luôn. Dơ giấy chân tay ghẻ chóc giờ biết sao giờ cô chú đâu có muốn vậy đâu cô chú. Ghẻ chóc rồi đi. Ở ngoài ở bên Mỹ thì nó có cuộc sống Mỹ nó quen bên đó rồi. Giờ về đây thì phải thích ứng với cuộc sống Việt Nam cho nó bơi vậy đó. Cho nó lăn lê bò lết vậy đó. Quen với quy phẫn của Việt Nam rồi này kia hết nữa. Sao cản nổi? Không có cản mấy đứa này nổi. Thả nó ra cái nó phải chạy ra, thả ra cái nó chạy ra. Kệ nó đi, Ngọc nghĩ không sao đâu. Con Ngọc thì Ngọc cũng yêu cũng thương cũng quý lắm. Mà mình phải cho nó hòa nhập với lại cái cuộc sống, cái môi trường mà nó đang ở hiện tại. Ai sao thì mình vậy. Đi chân không, ngày xưa Ngọc cũng đi chân không. Dơ giấy, ngày xưa Ngọc cũng dơ y chang vậy đó. Con nít mà, kệ nó đi. Rồi mốt mốt rồi về Mỹ thì mình sống theo cái cách của Mỹ, mà về Việt Nam thì mình lăn xả Việt Nam. Ngọc thích cái kiểu đó. Ví dụ như sau này mà còn có dẫn nó về ruộng đồng rồi kia, nó cũng sắn quần lên, nó bắt cá bắt tôm được cũng được. Ngọc thích vậy đó. Ngọc ơi, đó. Dơ vậy hả? Ví dụ như là tới đi về Bến Tre cái muốn leo lên bẻ dừa là sắn cái quần lên leo lên bẻ dừa à, nó muốn bắt cá là lội xuống mương bắt cá chứ không cho nó cái kiểu mà nó thân thuộc ừ không có cho làm tiểu thư. Làm tiểu thư mệt, môi trường nào cũng phải sống được mới là mới thành công chứ không có mình ở nhất định ở một cái môi trường nào hết, cái đẳng cấp nào mình cũng chơi được hết. Tại vì gia đình mình xuất phát từ một cái dạng mà bần cố nông mà. Nên là con cái nó phải theo y chang vậy đó. Không có phải là đẻ ra ở đâu hết á. Gia nhập với đủ loại môi trường hết. Sau này mới dễ sống. Chứ còn mà cứ tập cứ sống mà này kia khác nọ quá. Sau này khó sống lắm. Đứa con bạn bè thì đứa nào cũng chơi đó. Còn bạn hàng xóm cũng chơi mà. Nói chung là không có phân biệt bạn nào với bạn nào hết đó. Ai cũng chơi hết đó. Đúng chạy. Nãy giờ mày ngồi mày tâm sự cô chú thấy mày nói đúng không? Thôi nghe không ăn nữa, đưa bà ngoại chứ đừng bỏ lên giường nha. Bỏ lên giường tối nay kiến lên là tha mẹ đó. Ngon con? Ngon. Ngon với xin. Vô hả? 1 2 3 vô. Vô đi con, vô em đi. Vô. Con hôn em miếng coi, hai anh em hôn nhau cái coi mẹ Ngọc coi. Cái gì vậy? Ôi đã đời. Tao nói hai mấy đứa này nó có hồi. Có hồi nó quýnh nhau y như là giặt chạy vậy đó. Đây rồi làm đây. Đắp hai cho. Đây rồi chay. Đó cô chú ơi. Chay chay nằm. Cái niệm nó ít có màu lắm. Toàn là bông hoa. Good morning. Good morning chay 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 good morning. Sáng ngủ vậy là cười tươi luôn cô chú ơi. Ngần cơ mặc cái quần cơ mà chay bây giờ là chính tông Việt Nam luôn á cô chú. Mặc quần tối ngủ đã không? Tối là tung cánh luôn á. Kéo áo xuống. Kéo áo xuống đi. Kéo cái áo xuống đây à. Kéo áo chung giùm tôi đây, con gái dưới gì kỳ quá vậy. Kéo áo chung giùm tôi đây. Vô Duyên không? Vô Duyên không? Kéo áo xuống. Đó, coi xạo không? Trời ơi, coi nay nằm cái chân thấy dài đòn vậy sao? Tối qua con ngủ có ngon không con? Hử? Con nhớ mày nha trai. Cháu qua chơi chân nhái cho mày nên những cái nhân không ta? Trời ơi, đúng đầu bù tóc rối nè cô chú nè. Hiện tại bây giờ là 7:30 sáng rồi đó cô chú.
em chay tối đi ngủ lúc đây coi ai biết mấy giờ, mẹ đi ngủ trước chay mà. À, coi chân ghẻ chóc không nè, sắp hết rồi, tội nghiệp ngứa miết luôn, tội nha, bị ghẻ xuống đó cô chú, lạ hơi nước rồi, lạ hơi đất rồi này kia đó. Thế đó, phải cho để từ từ hết chứ còn không có làm gì hết nổi. Con coi nằm dài đòn kia chưa, tội khỏe ghê không. Thì lại này quay mặt lại đây chứ cô chú coi chứ còn làm gì chay. Ai? Ba Ly hả? Nó kêu Vinh Sình đó mà nó ba Huy đó. Anh hai Vinh Sình phải không? Đi xuống hai không? Đi xuống hai không? Đi xuống hai nha. Đi xuống Ba Ly nha. Ở ngoại kìa, con kêu ngoại ơi. Bông cũng xuống. Ngoại ơi. Lucky gắn con đâu đâu chỉ mày coi, Lucky gắn chỗ nào. Đó, Lucky gắn nó đó, đó. Rồi đi xuống đi, sao có cái tướng ba kìa. Vừa đi vừa kép. Đây. Dữ chưa? Đi xuống chưa? Mẹ kéo quần lên cho xuống nha, để xuống ấy. Con kêu đi. Nè, ông dẫn chay xuống kìa. Mami gì? Đi tự đi xuống đi. Bông hả? Đây, 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 đây. À, chị bữa nay là có hai cô tới thăm nè cô chú ơi. Hai cô coi sao mà hai cô kiếm được nhà hay ta? Tại vì nhà gần đây nè. Dạ, rồi thấy con quay cái mình tưởng tượng ở đâu á hả? Mình nhà gần đây, cái mình hay lúc trước mình hay đi lên ra đây nè. Dạ. Mình cái mình đi thử. Trời, trời vậy đó. Em coi cái con em xe 2 với cô đi con. Bé ơi, dạ. Chay sáng nay là dậy ăn sáng một chút xíu, xong rồi giờ tắm rửa sạch sẽ, giờ chơi đó. Giờ cô chú thấy em chay sạch sẽ chưa? Vì chứ giờ tới chiều là chút cỡ khoảng tiếng 2 tiếng đồng hồ nó lại dơ nữa. Đó, chay bây giờ là ngủ trưa dậy là chay bắt đầu ăn mì nè cô chú nè. Ngon không con? Ngon không? Chị đi. Ngon không? Bây giờ nó coi iPad rồi cô chú ơi. Nó coi bà ngoại nó đeo ngoại đút không chịu. Đó. Trời ơi, coi iPad để đỡ đầu ra mà xăng. Ừ, nó chạy qua xăng quá chạy. Xăng mệt lắm ông bà. Chạy ra là vừa dơ chân dơ tay mà còn ui sao. Đủ thứ nữa. Bữa nay em chay rất là sang chảnh nha cô chú, ngủ là mặt đầm một đường màu hồng. Nên là dậy lúc nào là em chay cũng ở trong cái tư thế mà đáng yêu nhất hết á. Trời đất ơi, cô Thảo mua cho ba cái đầm quá đẹp luôn. Đó hả? Ừ, ba cái đầm lộng lẫy luôn. Để thấy bạn đầm thử để quá luôn chay chuyến này Việt Nam quá hết rồi. Wow. Mốt Việt Nam bởi vậy. Mốt Việt Nam. Ha, mốt Việt Nam thông báo cô chú biết trước nha, khỏi mua đồ mất công mà. Thế cô chú mua sẵn về. Gom lại. Gom của cô này, gom của cô khác rồi bạn đã. Coi kìa. Chị đâu nói không? Ngon không? Mẹ hỏi không muốn nói rồi. Người thì người, một người thì ăn mà ba bốn người vây quanh xin đút mà không cho đút. Tự một mình tự lực cánh sinh. Cầm cái muỗng. Mẹ hồi nào giờ bên đó con chưa bao giờ cho nó ăn mì gói. Ủa cho rồi nhưng mà không phải mì gói này. Mì gói Hàn Quốc thì nước ưa cay. Hôm nay mì gì đây mẹ? Này mì gấu đỏ. Trời đất ơi. Trời đất ơi, ăn mì gấu đỏ luôn ta ơi. Việt Nam cho mì gấu đỏ. Đúng là đời sinh viên có cây đàn guitar toàn ăn gấu không, ăn gấu đỏ không à. Con ăn cực khổ chứ. Bây giờ em bây giờ mà chưa muốn về. Nó nói cái chay về Việt Nam kiểu này là cô chú bị đủ việc về dài hết. Cô Thảo bữa nay cô Thảo qua chơi mà chơi từ hồi sáng tới giờ, cái xong rồi chơi xong mới chay đi ngủ xong cô Thảo ngồi chờ cho tới giờ, gần tới giờ đi làm rồi mà cô Thảo vẫn không muốn về. Cô Thảo cứ nhìn đồng hồ mà cô Thảo nói thời gian ơi xin dừng lại. Nó tới giờ cái nó dậy rồi thì tới giờ đi về. Bên vô mà.
Giỏi quá. Giỏi. Cô Thảo bên đây là qua là chụp được chay cả ngàn tấm hình rồi đó. Điện thoại của chay. Cái góc nào đó y như nó qua mà tưởng là thợ chụp hình không phải chứ phải. Cầm điện thoại ngơ ông chụp miết. Điện thoại của chay mà. Phải có hình chay chứ chay ha. Áo chặt rồi hả? Áo chặt không? Muốn chặt rồi hả? Ăn rồi thấy nguy hiểm đâu, không biết ăn được gì. Nó móc một con cạnh gì nó móc vô, nó móc vô đưa miệng đi vô. Ừ, tại sao không đưa vô miệng mà nó cứ lấy nó từ móc cái miệng, móc cái tay vô đi hay là cầm cái muỗng chi vậy? Màu hả, làm màu à? Mì đã mì gấu đỏ rồi nên không cần làm màu nữa con gấu nó màu đỏ rồi. Đừng có quậy, móc đi. Có ngon không? Có ngon không? Đây là lâu rồi chay chưa có khoe cho cô chú coi cái bờ vai nhỏ nhắn xinh xắn của chay nè. Cô chú coi chay nè, bây giờ đeo mắt kiến cho nó nè. Đeo kiến cho trong này uống thuốc nữa nè. Đó. Lê lửa ra chay, lê lửa ra chay. Con chó thở làm sao, chó thở vậy nè. Ngon quá, rồi uống vô thích chứ. Dễ thương quá. Đeo mắt kiến được, gái quá thì thôi. Mắt kiến mà không có trồng. Kiến thời gian này, kiến này đeo chỉ đồng chỉ làm màu thôi chứ không có trồng. Ai nhá, đau mẹ. Còn có bắt uống thuốc rồi. Không biết nó bắt uống thuốc rồi là nó đang. Không biết rồi nó đang bắt uống thuốc rồi, nó đang mắc làm gì nữa. Trời ơi, con có kiến. Trời ơi, con sửa mắt kiến lại. Trời ơi, sương quá. Hai mươi cho nó hộ này ta. Gái quá, đẹp đẹp gái luôn. Ủa bình, con nét dễ sợ không? Và dáng dễ. Ôi trời ơi. Con chó thở sao? Chó thở sao? Ow, con chó. Ui da. No. À, chiều nay là chay là lên siêu xe chạy rồi cô chú ơi. Hôm nay thì cũng hơi nóng á nghe, tới giờ này mà cũng còn hực hực. Đó, bấm nút đó, bấm nút bấm số đó. Xe này là chay bữa nay chay đi xe giống như xe chiếc Jeep. Chiếc xe Jeep ở Mỹ á. Bấm đi, bấm đi. Ngoại. Đó. Ngoại đang đề cho em đó cô chú. Đi đây, đi đi. Mở oh, wow. Ôi, coi chừng đụng xe. Wow. Quá dữ luôn. Mặc cái bộ đầm màu hồng mà đi tới cái chiếc xe này là quá ngầu luôn, cực ngầu luôn. Trình mẹ coi, trình mẹ cô chú chụp tấm hình coi. Chị số 2 coi. Hello. Hi. Mặt chạy chạy xe khó chịu dễ sợ. Mày sao? Tay bị gì? Sao không vịn vô, vịn vô ngoài lái không mấy té. Nhìn vô đi con. Gì bị gì ra đây mẹ coi coi. Bị gì đó mẹ coi coi. Ra bị gì. Bị gì đâu. Cô bị đứt tay hả? Cô bị đứt tay hả? Không sao đâu. Lái xe mà cái mặt khó chịu dễ sợ. Ngầu thì chơi chay mà mốt là phải lớn lên 16 tuổi mua cho chơi chiếc này mà chạy. Cho ly đi không? Cho ly đi với con không? Cho ly đi không? Cho ly ngồi kế bên con không? Anh đi với cho anh ly ngồi kế bên con nha. Ngồi xích qua. Đúng rồi. Giỏi quá trời ơi. Giỏi rồi chưa? Yeah. Rồi ngồi xích qua. Khoát tay. Khoát tay.
Trời ơi, hung nữa, không có cây, không có tình cảm cây. Trời ơi, gì vậy, trời nhúng nữa, gì hai đứa bay gì rộn vậy bay. Trời đất ơi, coi kìa, lên cái này gì xuống nhúng. Cười. Đó, đi hai người mới vui, mới tình cảm chứ. Cái mặt làm gì vậy? Trời ơi, có gì mặt làm gì vậy? Đó, đúng rồi, trời ơi, coi à. Người ta là đàn ông, người ta dành lái xe, phụ nữ ngồi im này, thấy ghê không? Ghê không? Người ta rất là bỏ tỏ ra vẻ, rất là đàn ông luôn. Phụ nữ ngồi im, mặc cái đầm màu hồng ngồi trên. Quá dữ luôn, đúng chuẩn luôn. High five cái coi. High five coi. High five. Hùng anh Ly cái mẹ coi coi. Giỏi quá. Trời ơi, anh Ly hùng em cái mẹ Ngọc coi coi. Anh Ly hùng em cái coi. Ly hùng chạy đi Ly. Ly hùng chạy đi. Ôi trời ơi, thương má. Chịu không nổi luôn. Hùng em cái đi con. Gì đó bẻ bẻ cái chú hậu ra hả? Ớn là con cũng lành dữ lắm chứ không phải giỡn không nào. Cây đang ngồi suy nghĩ, đang ngồi móc mũi suy nghĩ. Đang suy nghĩ về nơi xa lắm. Trời ơi, còn gì gái lứa vô duyên không? Trời đất ơi, chịu rồi nổi không? Không ai chịu nổi với cái màn mà tình cảm đó đâu nghe. Không cái nữa. Trời. Chay là dư nụ hôn. Người dư tình cảm. Ôm anh Ly cái chay. Ôm anh Ly con. Ôm à. Rồi con hôn mẹ cái cây. Hôn mẹ cái cây. Hôn mẹ miếng. Trời đất ơi, hôn mẹ miếng chay. Trời. Hai đứa ngồi như đi xe điện động vậy. Giật kìa. Rồi chút quýnh lộn đi nha. ABCD. Giờ tới giờ ABCDFG rồi.